Hôm nay ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, tình hình bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục có xu hướng gia tăng và điều đáng quan tâm là số ca sốt xuất huyết nặng đã tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm nay đến hết tuần đầu của tháng 6, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 300 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Trong đó tháng 5, Vĩnh Long ghi nhận gần 170 ca. Đây là số ca mắc ghi nhận trong tháng cao nhất trong 5 năm trở lại. Bên cạnh đó, điều đáng quan tâm là các trường hợp bệnh nặng chiếm 5% số ca mắc và tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Dự báo của ngành y tế, tình hình bệnh sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp do mật độ muỗi lăng quăng tăng và nguy cơ bùng phát thành dịch rất cao. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần quan tâm phòng bệnh và khi có biểu hiện sốt cao liên tục, cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Đối với sốt xuất huyết thì trong những ngày đầu, từ ngày thứ nhất tới ngày thứ tư thì các bé có các triệu chứng là sốt cao và uống thuốc thì khoảng 4 tiếng sau thì có thể là sẽ sốt lại. Và sau ngày thứ tư thì tình trạng sốt nó sẽ giảm rõ. Nhưng mà sau khi sốt giảm thì có hai cái hướng. Một là trẻ có thể là có triệu chứng khỏi bệnh, hết sốt mà trẻ khỏe, ăn uống được, vui chơi. Thì đó là những cái dấu hiệu của trẻ nó có dấu hiệu là hồi phục. Và đối với những cái trẻ sau ngày thứ tư, tình trạng là hết sốt và trẻ có kèm theo các cái biểu hiện như là lười chơi và trẻ kèm theo các cái triệu chứng như là nôn ói hoặc là đau bụng thì đó là những cái dấu hiệu mà sốt xuất huyết chuyển nặng thì các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đến khám ngay tại các cơ sở y tế để bác sĩ chẩn đoán và các cái điều trị kịp thời. Để nếu mà chúng ta đến trễ thì có thể là bệnh sẽ dẫn đến tình trạng là sốc và sốc sâu, sốc kéo dài thì có thể là dẫn đến các nguyên nhân là có thể dẫn đến tử vong.